nha. Đây mình sẽ làm gỏi. Đó, cắt tới đây, lấy phần này. Đấy, chỗ này xương quá để nấu canh đi ngoài. Đấy hả? À, đi khỏi chế đi, chế bàn vậy đó. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch SinhTV của mình. Hôm nay thì mình lại có thêm một cái món ăn rất là hấp dẫn nữa. Mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái con cá nhái nha. Ở ngoài đảo mình gọi nó là con cá nhái hoặc là cá xương xanh. Thì ai mà là dân biển hoặc là đã đi du lịch nhiều nơi thì sẽ biết được cái loại cá này ăn rất là ngon. Nó cũng có loại cá khô nữa nha cả nhà, nó cũng làm khô nữa, mà khô một nắng cũng rất là ngon. Ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến cho cả nhà cùng xem một cái món cá gỏi rất là ngon nha. Bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ mời cả nhà cùng đi làm cái món này với mình nha. Đây là cả nhà, đây là cái con cá nhái nha. Và thường thường thì sẽ có một số chỗ sẽ gọi là cá xương xanh. Mình đã bỏ trong cái bọc đen nè. Rồi mình sẽ chút sẽ đi làm nó lại nha. Rồi đây là mình sẽ làm gỏi, để mình ăn với bánh tráng nha cả nhà. Đây tất cả những gia vị để chút nữa mình sẽ làm một cái món gỏi lai gai với ông cậu mình nha. Nè cả nhà thấy không? Vừa bự không? Con này cả nhà đón nhiều 3 kg không? À, con này tầm 3 kg nha. Đây là gọi là cá nhái. Ở ngoài đảo mình mấy ông anh với lại mấy ông cậu mình đó, thường hay gọi nó là cá nhái nha. Nó gần bén quá trời. Quá trời. Cái loại này là phải có cái này những lưỡi câu nè. Nhà thấy không? Có cái lưỡi câu. Dính quá trời dính. Cái đậu của nó cũng ngon nha cả nhà. Nếu mà ai đã từng biết cái loại cá này ăn rất là ngon nha. Cái này có cái loại một nắng nữa, ở đảo mình bán rất là nhiều. Cái này cũng rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ cùng với ông cậu mình sẽ cắt vô đây. Còn cái đầu khúc này cắt vào ngày mai ha, ngày mai ăn. Đó, cắt tới đây, lấy phần này, để mình làm một cái dĩa gỏi ăn cho ngon nha. Thấy không? Đó, quá trời. Đồ nó nặng với nhỏ, nó nặng lắm chứ. Nó nặng lắm. Đó. Trời ơi, nó nặng cả nhà ơi. Rồi, bây giờ mình chế biến nó nha, mình làm sạch sẽ nó nha. Rồi. Quá trời. Nếu không có xương lấy ngoài. Nếu không có xương nhiều mình lấy cái lượng nó luôn. Chắc lát ra ngoài con lường ra quá. Chắc chút nữa ra ngoài con lường xương không? Chỗ này xương quá để nấu canh đi ngoài. đi vào ngoại lạng thịt gà trước ra, thịt gà kia lặn ra làm gọi luôn. Rồi để ngoại lạng rồi lấy thịt cho dễ ăn. Giao heo ngoại. Đây là cả nhà đã chuẩn bị đầy đủ hết. Đây là nước mắm, muối dư. Còn đây là bánh tráng, rau. Rồi chỉ ngay vậy. Chanh. Mẹ nó kẹp đâu trời. Đó, chanh này là dùng để tái chanh cá đó. Quá trời rau ngon luôn, mọi thứ đã được chuẩn bị hết. Xài. Ủa, ngoài cái này xài này mua, xài này mua không ngoại? Còn tôi cho xài trong chỗ quê mình trồng hả? Xài bự ghê ha, xài đu đủ ha. Xài thái nó xài thái ha, tưởng thấy nó bự quá ha. Quá trời bự chứ, khủng khiếp ghê. Nặng như trời, một trái gì gần 2 kg quá. Ký mấy hả? Thì gần. Đâu ngoài có cân không? Nếu cân thử trái. Không có cái giá đỡ nữa chứ. Ờ, cũng được. Rồi, đi lên. Trời ơi, con ký 1 mà. Chưa tới. Đó đâu chưa tới ký 1. Đây, con ngoại nè. Ký 1 đó. Ký 1 hả? Hôm nay này ký 1 2 mà. À, này ký 1 à. Ký 1. Nhưng mà cũng có trái xài gần tới 2 kg luôn mà. Không? Bắt mặn mạnh đó, cái con chip bắt mặn mạnh đó. Đó, giờ cả nhà thấy tay nghề của ông cậu mình nha. Ông cậu mình ra tay. Phải lấy da ra rồi bắt đầu mình lấy thịt ra mình lạng. Nhà sau lưng mình là một tay nghề rất là bén cả nhà. Mọi bén là phải kêu ông cậu mình. Cậu mình đây đãi với mình là một cái món cá nhái tái chanh nha cả nhà. Sẵn mình mời cả nhà cùng thưởng thức cái món này luôn nha. Rồi rồi, đang thổi. Rồi, mời cả nhà nha. Cậu làm trước à? Mời cậu. Mời cậu làm trước. Ngồi ngon mời cậu uống trước. À, đây là cái dĩa mồi của cậu mình nha cả nhà. À, cả nhà thấy không? Phải, cái này là phải có cái này nha cả nhà. Đã có cái này là phải có cái này nha. Ai là dân nhậu là biết. Chưa gì nó cho con miếng mồi cậu ơi rồi mới vô được cái ly này chứ. Để tự cuốn cho đại ca. Buồn gì? Sao vậy? Không có đũa hả? Không có đũa đi rồi thấy. Lấy đũa lấy dán rồi đi. Xin đũa nó chặt chặt chơi. Thấy nhà này cái bột như còn đây đũa không đóng như bây giờ giống như bị gút đi từ từ. Để đũa lộn nữa là nha. Đóng lại. Rồi nha. Để ăn uống gì nha. Bén quá trời luôn cái nhái này. Tối gì? Mèo với con mèo đó. Mèo với con mèo á. Mèo học nhau nó đã chơi. Thằng Lượm nó chỉ có thằng Đạt thôi. Học Đạt Đạt thôi. Đạt đúng này nè. Nó mà nói có ngạt ở dưới này là nó xuống 24 còn có tí hơn nào. À vậy coi coi. Ôi đã quá. Anh điểm này. Mày đây. Trời cái món này khỏi cần nói cả nhà, quá vậy bán rồi. Ngon quá nhậu. Quá đã. Đằng bên nữ rủ nhậu luôn. Lấy chén kia kìa. Mở cái nhà nha. Bỏ gì con cái nhà. Thầy ngồi bán như này có thêm mong cầu mình nữa. Gốc. Đây là rượu cao nè nha cả nhà. Rượu này là tới 50.000 một lít nữa đó. Vô mày. Trời ơi. Không có mồi này nãy giờ có người đi biển ngự rồi. Ăn cậu. Chiều qua luôn hả cậu? Kêu bỏ luôn hả? Mồi này bán này nha. Trời ơi, giờ chấm miếng nha. Ăn ngoại. Thầy ở trong phòng có không? Nó dài kìa, đúng là cái nhái nó dài. Cái nhái nó dài ngon nó có tanh có chanh không tanh không cá này mà không có chanh hay không đây nhậu có 4 luôn nè ngọc diễm bộ con ngon lắm cả nhà diễm nổi đó con hả con không con ngoại làm hết luôn hả con đó loạn ra bỏ đi dữ vậy ngoại lấy hết rồi ngoại lấy 3 đồ bán hết trơn cậu ơi ngoại lấy da với xương ngoại lấy 3 đồ lòng vỏ hết trơn cái nhái này ngon rồi. Chị em cho chén mắm. Chén mắm đó. Chưa đổ này nữa. Còn ngon nè, vừa thôi. Ngon quá cả nhà. Đầu cũng sợ là hết. Đây, đưa cái chai rượu đưa cái ly rượu quê. Đồng. Ừ. Uống chưa? Chưa. Chưa uống đi chứ. Trời ơi. Mời bán qua để con ăn miếng cậu. Để qua cả nhà. Cộng thêm tay gà của cậu mình quá trời đã. Tao là cậu rồi mày. Ờ vậy hả? Ông cậu chỉ lạng thôi chứ còn chế biến là vợ mình nha. Quá coi này ơi. Đủ chắc đủ nóng lạng miếng bén ngon chứ. Lạng mỏng ăn mới ngon cậu. Còn ai biết gỏi nhiều quá. Cái này mà lạng mỏng ăn mới ngon. Lỗ bật cố luôn quý vị. Lạng mỏng ăn ngon trời. Gì đâu. Chế banh hả? Nhung kìa, Nhung cuốn như vậy cuốn kìa. Đúng không? Nó mắc ngon quá. Rồi mời bán của nhà, mời cả nhà nha. Cái ly đó là mình quảng cáo cái ly luôn. Ủa ly này cậu chế hả? À, đi đi cậu chế đi, chế 3 ngày đó. Cái gì vậy? Ta chế 3 ngày đó thành công cái ly đó. Này là cái gì trời? Này cái nắp chứ. Đèn chớp. À cái đèn pha hả, đèn chớp chớp không? À không biết không biết. Mọi người cậu cắt ra luôn hay vậy? Bởi vì là cậu nghiên cứu là quá về bán nha. Cậu mình chế luôn cái ly đây. Uống xong rồi đậy lên đây luôn là giờ vừa đẹp luôn cả nhà. Muốn uống bề nào uống à. Chặt bề này đều đổ luôn từ rồi nha. Ngon được cay. Chụp nước 2-3 miếng ớt cho cũng được gì đó. Đây nè có ớt gì mà hôm nay có ớt nè cậu, cái the nè, hôm nay cũng có ớt rồi nè. Đây là ớt của chị the luôn. Thè này mày mồi phải thè mới ngon chứ. Ở nhà nha. Hải nhắm mà vô đó. Hải đi bán cái gì quên rồi đâu. Quá trời ngon cả nhà ơi. Gặp thêm đối thủ sau lưng mình nữa. À, quá trời đã luôn cả nhà. À, thôi cậu cháu mình này cho cái nhà thưởng thức gì đủ rồi, thôi mình hẹn gặp cái nhà vào những cái clip sắp tới nha. Bye bye cả nhà. Quá trời ngon cả nhà.